Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã và đang xem kênh video của kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào phần luyện tập. Phần luyện tập này ở trang 110 của sách toán lớp 5. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài đầu tiên là bài tập số 1 nhé. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Chiều dài là 25 decimet, chiều rộng 1,5 và chiều cao 18 decimet. Các em nhìn vào đây, trước tiên, trước khi làm các em phải soát xem thử cùng đơn vị chưa. Đây đơn vị là deci, đây là đơn vị là mét, đây decimet. Như vậy cái này chúng ta sẽ đổi ra decimet, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Bài 1 ý A. Đây chúng ta sẽ có bài 1 này, đúng không nào? Ý A thì các em phải đổi, chưa cùng đơn vị thì phải đổi về cùng đơn vị. 1,5m thì sẽ bằng, muốn đổi từ decimet sang decimet thì em nhân 10, bằng 15 decimet, đúng chưa? Cùng đơn vị rồi thì bây giờ chúng ta mới đi tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Vậy muốn tìm diện tích xung quanh thì em sẽ đi tìm chu vi đáy đã. Chu vi đáy thì em lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, 25 cộng với 15, tất cả các em nhân 2, 25 cộng với 15 thì bằng 40, 40 nhân với 2 bằng 80 decimet. Nhớ lại công thức tính diện tích xung quanh, vậy chúng ta sẽ có diện tích xung quanh. Muốn tìm diện tích xung quanh, các em lấy chu vi đáy nhân với chiều cao, tức là lấy 18 nhân với, lấy 80 này nhân với 18. Được chưa? Vậy các em hãy tính ra. Tính ra lấy 80 các em nhân 18 cho cô. Kết quả chúng ta sẽ bằng 1440. Đơn vị sẽ là decimet vuông. Rồi cô sẽ tìm diện tích toàn phần luôn nhé. Diện tích toàn phần. Các em có thể tìm diện tích của một mặt đáy, rồi các em tìm diện tích toàn phần cũng được. Hoặc là các em làm gộp luôn. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh này, là bằng 1440. Các em cộng với diện tích của hai đáy. Vậy diện tích của một đáy thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không ạ? Là 25 này. Các em nhân với 15. Đây là diện tích của một mặt đáy. Bây giờ hai mặt đáy thì các em nhân 2 lên. Chưa? Như vậy các em sẽ tính cái phép toán này trước. Các em lấy 25 nhân với 15 rồi nhân với 2 thì bằng 750. 750 các em cộng với 1440 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 2190. 2190, đơn vị là decimet vuông. Hoặc như cô nói lúc nãy, bạn nào đi tìm diện tích của một mặt đáy là bạn lấy là 25 kem nhân với 15, đấy là một mặt đáy là bằng 375. Đấy, sau đấy bạn lấy kem làm tiếp là diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh là 1440 này. Kem cộng với 375 nhân 2 thì cũng ra kết quả này thôi. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A này. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang ý B nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút cho em nhé. Ý B ở đây là cùng đơn vị rồi, đúng không ạ? Cùng đơn vị rồi chúng ta không cần phải đổi nữa. Như vậy ý B thì chúng ta cũng có chu vi đáy. Chu vi đáy thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng, tất cả các em nhân 2. Như vậy 4/5 các em cộng với lại 1/3 thì bằng 17/15. 17/15 các em nhân 2 lên
thì kết quả của ta sẽ bằng 34/15. Đơn vị ở đây là mét. Tìm được chu vi đáy rồi thì các em sẽ có diện tích xung quanh. Tìm diện tích xung quanh, các em lấy chu vi đáy 34/15. Các em nhân với chiều cao là 1/4. Như vậy, các em tính ra, các em rút gọn đây này, hai con này các em rút gọn cho 2, như vậy sẽ bằng 17/30. Tính ra thì các em sẽ có là bằng 17/30, đơn vị sẽ là mét vuông. Đấy là diện tích xung quanh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm diện tích của một đáy nhé. Diện tích của một mặt đáy thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng, tức là sẽ bằng 4/5 nhân với 1/3. 4/5 nhân 1/3 thì sẽ bằng 4/15 mét vuông. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ tìm tiếp diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì các em lấy diện tích xung quanh là 17/30. Các em cộng với diện tích của hai đáy, đây là một đáy này, là 4/15. Các em nhân 2 lên để được hai đáy, đúng không ạ? Vậy chúng ta có 17/30 cộng với 8/15. Thì kết quả chúng ta sẽ bằng 11, các em rút gọn thì sẽ bằng 11/10. Đây 17/30 này cộng với 8/15 này. Thì ở đây sẽ bằng 17/30 cộng với 16/30. Đúng không ạ? 17 cộng với 16 thì bằng 33/30. 33/30 thì các em rút gọn chia cả tử và mẫu cho 3 thì sẽ bằng 11/10. Chưa? Đây chính là kết quả bằng 11/10 đây. Như vậy là ý B này chúng ta tìm ra thì chúng ta sẽ có diện tích xung quanh sẽ bằng 17/30 và diện tích toàn phần sẽ bằng 11/10. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên là bài tập số 1. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Một cái thùng ở đây cũng không có nắp, đúng không ạ? Không có nắp. Dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m này, chiều rộng là 0,6m này, chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng, hỏi diện tích sơn là bằng bao nhiêu mét vuông. Như vậy thì ở đây các em thấy cùng đơn vị chưa? Chưa đúng không ạ? Đây là mét này, decimet. Như vậy chúng ta đang cần đưa về mét vuông thì cái này em sẽ đổi ra mét cho cô. 0,8 decimet thì em sẽ đổi ra bằng 0,8m. Và đây cái thùng này không có nắp, tức là cái phần diện tích chúng ta quét sơn ấy thì chỉ là diện tích của xung quanh cộng với diện tích của một đáy thôi. Đấy, để chúng ta làm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Vẫn sơn cả mặt đáy nhé. Còn nếu như mà trong đề mà người ta nói không sơn mặt đáy thì lại người ta sẽ nói. Nhưng mà đây người ta không nói gì, tức là người ta sơn một mặt đáy, còn cái phía bên trên không có nắp thì người ta bỏ qua, đúng không? Vậy bài 2 này kem sẽ đi đổi này, 8dm thì sẽ bằng 0,8m. Như vậy thì chúng ta sẽ có gì? Sơn mặt ngoài thôi. Sơn mặt ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ có là các em cũng đi tìm chu vi đáy. Chu vi đáy thì các em lấy 1,5 cộng với 0,6, tất cả nhân 2. 1,5 cộng với 0,6 bằng 2,1 nhân với 2 bằng 4,2. Đơn vị là mét. Sau đó chúng ta sẽ tìm là diện tích xung quanh.
Diện tích xung quanh thì các em lấy chu vi đáy là 4,2, các em nhân với chiều cao 0,8. 4,2 nhân 0,8 thì sẽ bằng 3,36. Đúng không? Thế ở đây là chỉ có một cái nắp thôi. À, không có nắp tức là chúng ta bỏ đi một cái đáy. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ tính cái phần diện tích quét sơn. Cái phần diện tích quét sơn sẽ là, muốn tìm diện tích quét sơn thì các em lấy diện tích xung quanh là 3,36m. Các em cộng với diện tích của một đáy, vì không có nắp mà, nên chúng ta chỉ tính diện tích một đáy thôi, là 1,5 x 0,6. 1,5 x 0,6 đây là diện tích một đáy này. Đúng không? 1,5 x 0,6 thì bằng 0,9. 0,9 cộng với 3,36, kết quả chúng ta sẽ bằng 4,26 mét vuông. Như vậy chúng ta cần sơn là cái diện tích cần quét sơn là 4,26. Như thế này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2 để đấy các em. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút nhé. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 này, ghi đúng và sai. Ở đây là diện tích toàn phần của hai hình chữ nhật bằng nhau này, diện tích toàn phần không bằng nhau này, diện tích xung quanh bằng nhau này, diện tích xung quanh không bằng nhau. Như vậy thì cái bài này thì các em cũng phải nháp ra. Tính nháp ra xem bên đây hình 1, đây hình 2. Các em tìm diện tích xung quanh hình 1, diện tích toàn phần hình 1, diện tích xung quanh hình 2, diện tích hình toàn phần hình 2. Và sau đấy thì chúng ta mới trả lời được đúng sai. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ phải làm ra ngoài giấy. Thì có hai hình đúng không? Đây là hình 1, hình 2 này. Thì chúng ta sẽ có cái hình 1 trước này. Hình 1 thì các em sẽ tìm chu vi đáy 2,5 cộng với 1,5 tất cả nhân 2. 2,5 cộng 1,5 thì bằng 4, nhân 2 bằng 8 decimet. Đấy là chu vi đáy đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có diện tích xung quanh, cô viết tắt là S xung quanh, thì bằng chu vi đáy là 8, kem nhân với chiều cao 1,2. 8 x 1,2 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 9,6 decimet vuông. Đây là diện tích xung quanh. Đúng không? Thế diện tích toàn phần này, S toàn phần thì các em lấy diện tích xung quanh 9,6, các em cộng với diện tích của hai đáy. Vậy một đáy thì sẽ bằng là 2,5 này nhân với 1,5. Đây là diện tích của một đáy, đúng không ạ? Hai đáy thì các em phải nhân 2 nữa. Đúng không? Như vậy các em sẽ lấy 2,5 nhân với 1,5, rồi các em nhân 2 để ra diện tích hai đáy là sẽ bằng 7,5 cộng với 9,6. Như vậy sẽ bằng 17,1 đơn vị decimet vuông. Sang đến cái hình 2 là hình này. Đối với hình 2 thì chúng ta cũng có chu vi đáy. Các em lấy 1,5 cộng 1,2 tất cả nhân 2. 1,5 cộng 1,2 bằng 2,7. 2,7 nhân 2 bằng 5,4 decimet. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có diện tích xung quanh bằng chu vi đáy là 5,4, kem nhân với chiều cao 2,5. Thì sẽ bằng 13,5. Đơn vị sẽ là decimet vuông. Đây là diện tích xung quanh. Thế muốn tìm diện tích toàn phần thì các em sẽ lấy diện tích xung quanh là 13,5 này, các em cộng với diện tích của hai đáy. Một đáy thì sẽ bằng 1,5 x 1,2. Một đáy
thì sẽ bằng 1,5 nhân với 1,2. Đây là một đáy, hai đáy nhân 2 lên. Vậy các em sẽ thực hiện phép nhân trước, sau đấy được kết quả bao nhiêu cộng với 13,5. Đúng không ạ? Vậy 1,5 nhân 1,2 nhân 2 thì bằng 3,6 cộng với 13,5 bằng 17,1. Thế các em sau khi em tính toán xong, các em đối chiếu này. Các em thấy diện tích xung quanh một cái bằng 9,6, một cái bằng 13,5, vậy diện tích xung quanh không bằng nhau. Còn diện tích toàn phần sẽ bằng nhau, cùng bằng 17,1. Đúng không ạ? Như vậy xung quanh thì không bằng nhau, còn toàn phần thì bằng nhau. Đúng không? Vậy thì quay lại với bài. Xung quanh không bằng nhau, còn toàn phần thì bằng nhau. Đúng không ạ? Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. Đây là đúng này. Đúng này, cô dùng bút chì để cô đánh đấy. 17,1. Diện tích toàn phần của hai hình chữ nhật không bằng nhau, cái này là sai. Diện tích xung quanh của hai hình chữ nhật bằng nhau là sai, hình hộp chữ nhật bằng nhau là sai. Còn diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau thì cái này là đúng. Sau khi tính toán xong. Chưa? Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong phần luyện tập trang 110 của sách toán lớp 5. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.